chào các bạn, Annyeonghaseyo. Tôi là Yến, là giảng viên phụ trách khóa học sắc màu văn hóa Hàn Quốc và văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc của công ty giáo dục ECK. Bạn là người quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc, bạn là người đang làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc, hay bạn là người đang chuẩn bị đi du học Hàn Quốc, đến với khóa học sắc màu văn hóa Hàn Quốc và văn hóa doanh nghiệp của ECK. Trong thời gian ngắn nhất, bạn có thể tìm hiểu rất nhiều kiến thức đa dạng về Hàn Quốc một cách đơn giản và thú vị. Hãy đến với những khóa học của chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong khóa học. Tạm biệt!